Thưa cha, khán giả Mai Lâm ở tại thành phố Buôn Ma Thuột có hỏi một câu hỏi, đó là thời con còn nhỏ không có năm sự sáng nên giờ con cũng chưa thuộc năm sự sáng, con chỉ đọc năm sự vui, năm sự thương, năm sự mừng thôi, thì có tội không thưa cha? Năm sự sáng có ý nghĩa thế nào trong chuỗi mân côi không ạ? Xin thưa, điều trước hết là không có tội hay có lỗi gì trong vấn đề này. Việc mà chưa thuộc năm sự sáng thì cố gắng để thuộc, để làm cho kinh mân côi được phong phú hơn về các màu nhiệm. Trước đây thì chỉ có 3 mùa, 15 màu nhiệm, đó là mùa vui, mùa thương và mùa mừng. Kể từ năm 2002, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị qua tông thư Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria thì đã thêm 5 màu nhiệm sự sáng. 5 màu nhiệm sự sáng liên quan đến những biến cố trong cuộc đời công khai của Chúa Giê-xu. Từ đó cũng muốn chúng ta đi theo Chúa Giê-xu trong hành trình giao giảng của Ngài. Chúng ta cũng nên tập cho thuộc 5 màu nhiệm của mùa sáng để giúp mình yêu mến lời của Chúa hơn, gắn bó với những chặng đường trong hành trình giáo giảng của Chúa Giê-xu hơn. Rồi từ đó cũng giúp chúng ta tha thiết với sứ vụ giao giảng tin mừng.